Trung Nam Group, đầu tư bền vững, xây dựng tương lai. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ 45 phút thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ninh Thuận phát triển du lịch hậu Covid-19 từ những giá trị khác biệt. Ninh Thuận phát triển nghề khai thác đánh bắt hải sản và một số tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được thực hiện trực tuyến từ nhà Quốc hội đến đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh. Trả lời về tình hình cung ứng và điều hành giá xăng dầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian gần đây, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến do đứt gãy nguồn cung ở nhiều nước có sản lượng lớn và tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, làm thị trường xăng dầu thế giới tăng từ 40 đến 60%. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã điều hành linh hoạt quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức hỗ trợ từ 500 đến 1.500 đồng một lít xăng dầu, nên biên độ tăng giá trong nước chỉ 29 đến 40%. Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nhập đủ sản lượng để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp cố tình găm hàng chờ nâng giá bán. Về tình trạng ùn ứ nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch từ đầu tháng 12 năm 2021 đến nay, phía Trung Quốc đang duy trì chính sách Zero Covid, nên việc xuất khẩu nông sản gặp khó khăn gây thiệt hại lớn cho Việt Nam. Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan các địa phương biên giới phía Bắc đã tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc để có giải pháp tháo gỡ ùn tắc, tăng hiệu suất thông quan, hướng đến thông quan thông suốt, ổn định lâu dài. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các địa phương, doanh nghiệp, các thương lái, lái xe đường dài cần tăng cường áp dụng các biện pháp bảo đảm quy trình sản xuất, bao gói vận chuyển hàng hóa theo đúng yêu cầu của công tác phòng chống dịch, giúp các bên liên quan duy trì mở lại các cửa khẩu. Ủy ban Nhân dân các địa phương cần chủ động tích cực trong việc cập nhật thông tin, tình hình từ các tỉnh biên giới phía Bắc để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiến độ thu hoạch và điều tiết lượng hàng phù hợp với năng lực và tiến độ thông quan tại các cửa khẩu. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan tích cực đẩy nhanh tiến độ đàm phán về quản lý chất lượng, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản để đa dạng thị trường xuất khẩu. Đồng thời vận động hệ thống phân phối, tập đoàn bán lẻ, siêu thị đẩy mạnh thu mua tiêu thụ hàng hóa trong nước. Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp thứ 9, chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã lần lượt trả lời các nội dung chất vấn của các đại biểu liên quan đến việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị. Trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu về nhóm vấn đề liên quan đến trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất với mức giá vượt xa giá trị của thị trường để đẩy giá đất các khu vực lân cận lên cao nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng mua bán chuyển nhượng, hứa mua, hứa bán về đất đai thời gian qua và việc giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh tới việc cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan liên quan, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất. Về giải pháp căn cơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cần tổng kết đánh giá sửa đổi, bổ sung luật đấu giá tài sản. Trong đó, chú trọng quy định cụ thể về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất. Về phía địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo làm tốt công tác xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm sát thị trường. Quản lý chặt chẽ đối với hồ sơ đấu giá, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản.
Đối với các nội dung chất vấn liên quan đến nhóm vấn đề kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy, xử lý chất thải công nghiệp, vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, vấn đề ô nhiễm nước thải, rác thải sinh hoạt và các giải pháp đầu tư xây dựng nhà máy xử lý tại các địa phương. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương thực hiện các chính sách pháp luật bảo vệ môi trường, xây dựng quy hoạch trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải, tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp, giải pháp xử lý rác thải, hướng tới biến rác thải thành năng lượng. Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đối với lĩnh vực công thương, Chính phủ phải xây dựng kịch bản đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng, đảm bảo cung cầu ổn định giá xăng dầu, cần có những giải pháp tổng thể căn cơ để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để đảm bảo an ninh năng lượng ngay từ trong nước. Nghiên cứu đề xuất mở rộng nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống. Tiếp tục điều hành giá xăng dầu, bám sát giá xăng dầu thế giới, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, sử dụng hợp lý quỹ bình ổn giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát. Chính phủ sớm trình các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về giảm thuế môi trường đối với xăng dầu ngay trong phiên họp lần thứ 9, đồng thời tăng cường đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng nhái. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, nhất là các mặt hàng nông sản, có chính sách thúc đẩy xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu hàng hóa chính ngạch. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu trình Quốc hội xem xét sửa đổi luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và các pháp luật có liên quan cũng như các văn bản hướng dẫn luật, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh, cấp huyện, công khai kế hoạch sử dụng đất, tăng cường phân công, phân cấp đi đôi với kiểm tra, kiểm soát, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong quản lý nhà nước về đất đai, tình trạng lãng phí đất đai, các hành vi làm ô nhiễm đất, rà soát, nghiên cứu sửa đổi luật đấu giá tài sản, trong đó chú trọng các quy định liên quan đến đấu giá đất đai, không để xảy ra tình trạng lợi dụng đấu giá để trục lợi, thực hiện tốt các chính sách mới trong luật bảo vệ môi trường năm 2020, kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải, khí thải trong lĩnh vực công nghiệp, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải y tế. Sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đông Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bước phá để thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Do vậy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần đổi mới tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành, trong đó còn triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, trách nhiệm sáng tạo đoàn kết, chủ động của lãnh đạo, công chức viên chức và người lao động. Lãnh đạo sở cần trăn trở suy nghĩ để tìm ra phương hướng phát triển phù hợp của ngành, đồng thời nâng cao chất lượng và tiến độ tham mưu đối với các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, nhất là hoàn thiện công tác xây dựng hồ sơ, lập quy hoạch hai di tích quốc gia, đặc biệt tháp Bô Long Gia Rai và tháp Hòa Lai. Giữ gìn khai thác và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng thể dục thể thao, chú ý các bộ môn thế mạnh của tỉnh, đồng thời đẩy mạnh rèn luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Sở cũng cần đẩy mạnh hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch trên các nền tảng số, phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, đáp ứng xu hướng mới của thị trường, đẩy mạnh liên kết hợp tác với các tỉnh, thành phố để xây dựng các chương trình tour tuyến du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch, kịp thời tham mưu ban hành sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách phát triển du lịch. Chỉ đạo tại cuộc họp với các sở ngành địa phương và nhà đầu tư về các giải pháp khắc phục sửa chữa tuyến giao thông hư hỏng do vận chuyển vật liệu, thiết bị thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện Ninh Phước vào chiều ngày 16 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh nhấn mạnh, đây là nguyện vọng chính đáng của người dân, tinh thần là phải khẩn trương, quyết liệt, khắc phục sớm trả lại tuyến đường cho người dân. Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Ninh Phước cho biết, trong năm 2018 và 2019, 7 chủ đầu tư đồng loạt triển khai thi công các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện. Trong quá trình thi công,
đã vận chuyển các vật tư, thiết bị máy móc trên các phương tiện chuyên dùng với mật độ lưu thông cao và trọng tải lớn, làm cho tuyến đường bị xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt thiết kế sửa chữa tuyến đường Mông Đức đi Hậu Xanh với chiều dài 4,3 km trên 9,682 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kinh phí địa phương khó khăn, trong khi có nhiều công trình hạ tầng kinh tế xã hội cần đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện đã mời lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các chủ đầu tư dự án năng lượng làm việc. Qua đó, các chủ đầu tư dự án đã thống nhất cam kết sẽ đóng góp kinh phí nâng cấp sửa chữa tuyến đường Mông Đức đi Hậu Xanh. Công ty bên em thì cũng đã có cái văn bản đăng ký là đóng góp 400 triệu. Thì cái số đấy thì bên chỗ em thì sẽ chuyển đến ủy ban chỗ tài khoản của ủy ban huyện trong tuần này. Bên em đã đóng góp theo 200 triệu theo cái khả năng của bên em. Tuy nhiên, những cam kết trên chưa được các chủ đầu tư thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo cam kết. Trong 7 nhà đầu tư, chỉ duy nhất một nhà đầu tư thực hiện theo đúng cam kết. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh việc tiếp tục vận động các đơn vị còn lại thực hiện nghĩa vụ cam kết, trước mắt, địa phương đề xuất phương án sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng nặng. Huyện sẽ sử dụng số tiền 2 tỷ này để sửa chữa những cái tuyến hư hỏng. Những cái đoạn hư hỏng mình sẽ bóc lên hết cho mình đổ bê tông lại những cái đoạn đó. Để mình sửa chữa khoảng 30 cái vị trí, chắc chắn khi sửa chữa được thì đảm bảo được bà con lưu thông đi lại. Còn sau đó là Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục sẽ vận động một số cái doanh nghiệp khác nữa để là sửa chữa hết toàn tuyến còn lại luôn. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tuyến đường Hậu Xanh Mông Đức là tuyến đường huyết mạch kết nối giao thương liên vùng, liên khu vực. Việc vận chuyển vật liệu tải trọng lớn khi triển khai dự án của các chủ đầu tư thực tế đã làm xuống cấp hư hỏng nặng, gây nguy hiểm và làm ô nhiễm môi trường. Các chủ dự án cần có trách nhiệm nghĩa vụ với người dân và địa phương. Và tinh thần tôi nói là vừa làm hồ sơ mà vừa thi công, vừa triển khai. Chúng ta làm sao cái giai đoạn 1 này cho nó hoàn chỉnh hết cái đường, đảm bảo được cái giao thông đi lại của bà con, của nhân dân. Sau đó tiếp tục vận động tiếp để chúng ta làm cái giai đoạn 2 để cho hoàn chỉnh cái hệ thống này. Tinh thần là hiện khẩn trương, còn lại là các ngành y tế bây giờ là hỗ trợ hết tới đa rồi. Trên tinh thần khẩn trương quyết tâm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng cam kết. Song song đó, địa phương cần hoàn chỉnh hồ sơ, triển khai nhanh, quyết tâm hoàn thành trước ngày 16 tháng 4, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Cũng trong chiều nay, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận, nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án khu đô thị Đông Bắc K1 K2 và chủ trương đầu tư các khu đô thị Đông Nam 1-2. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng, các dự án khu đô thị Đông Bắc K1 K2 đang dần làm thay đổi bộ mặt và tạo ra điểm nhấn về hạ tầng đô thị của thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng như của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo quyết liệt giải quyết các vấn đề vướng mắc về thủ tục pháp lý tại khu đô thị K1. Sở xây dựng, kế hoạch đầu tư chủ động rà soát các công trình trên đất, chủ trương thời hạn đầu tư, nhất là các công trình chưa xây dựng để tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Đối với dự án khu đô thị K2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng theo đúng cam kết với tỉnh. Bên cạnh đó còn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, khu tái định cư, nhà ở xã hội và các công trình khác, khẩn trương hoàn thành giá đất đền bù. Đối với các dự án Đông Nam 1 và 2, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng hiện nay các dự án khu Đông Nam đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng quy hoạch, công bố danh mục và mời gọi đầu tư trong thời gian sớm nhất. Quan điểm của tỉnh là chọn nhà đầu tư chất lượng, nói được làm được và làm hiệu quả để biến các dự án sớm trở thành hiện thực, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 gây ra những tác hại chưa từng có tiền lệ. Nhưng mặt khác, được cho là chất xúc tác khiến nhiều địa phương theo đuổi phương thức du lịch bền vững hơn trong tương lai. Đối với Ninh Thuận, mới đây tỉnh đã công bố chiến lược phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mang lại những phát triển đột phá. Tất cả đến từ những giá trị khác biệt mà Ninh Thuận có được. Nắng và gió đang được xem là nguồn tài nguyên vô giá, tạo ra lợi thế khác biệt của Ninh Thuận so với nhiều địa phương khác. Và lợi thế ấy
như đã được thể hiện rõ nét sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Bãi biển Mỹ Hòa hoang sơ này chính là điểm đến yêu thích của những du khách có mong muốn du lịch kết hợp tham gia bộ môn lướt ván diều. Tôi rất thích những bãi biển ở Ninh Thuận, rất phù hợp với môn lướt ván diều vì gió tốt, biển đẹp thì có núi, có biển, thiên nhiên đẹp rất tự nhiên. Còn đây là đồi cát Mũi Dinh, nơi đã được ngành du lịch Ninh Thuận khai thác các dịch vụ đặc biệt. Và mới đây, một siêu dự án du lịch có tên Cáp Ba Đa Ràn, Mũi Dinh đã được triển khai. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ với quy mô diện tích trên 800 hecta, hứa hẹn sẽ cung cấp dịch vụ du lịch thiên về nghỉ dưỡng, thư giãn, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Ninh Thuận cũng là đi sâu, đi chậm hơn các cái tỉnh xung quanh, cho nên có cơ hội để nhận diện các cái vấn đề của ngành du lịch và để đầu tư cho du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao kết hợp với phong phú các loại hình trải nghiệm. Tinh thần là tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh sạch nhưng mà cho ra những sản phẩm độc đáo cá biệt mà chỉ có Ninh Thuận mà có. Tổ chức Du lịch Thế giới cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, có những khu vực sẽ mang tới thời cơ để phục hồi ngành du lịch. Khi du khách tìm kiếm những điểm đến mới vắng người, trải nghiệm không gian và hoạt động ngoài trời, xu hướng du lịch hậu COVID-19 này không chỉ dừng lại ở việc ăn uống sang trọng, thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn là chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và tái tạo tinh thần. Sau cái giai đoạn tác động của COVID, thì nó cũng tạo ra những cái cơ hội mới. Chúng ta sẽ thấy rằng các cái dòng khách sẽ đến với Ninh Thuận thông qua các cái chương trình giới thiệu, truyền thông, quảng bá về điểm đến Ninh Thuận đặc sắc và mến khách. Tỉnh Ninh Thuận phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đến năm 2030 đạt 5.900 tỷ đồng, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Mục tiêu trên có thể đạt được khi Ninh Thuận đang được xem là miền đất hội tụ những giá trị khác biệt. Chiều ngày 16 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận 50.000 khẩu trang y tế từ công ty cổ phần ACT Holding ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của công ty cổ phần ACT Holding. Qua đó góp thêm nguồn lực, cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân Ninh Thuận phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Sáng ngày 16 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao ô tô biển kiểm soát 14A22183 là phương tiện bị mất trộm vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 13 tháng 5 năm 2021, trong quá trình tuần tra, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện ô tô biển kiểm soát 14A22183 có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông, nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14A22183 gắn biển số giả, không xuất trình giấy đăng ký theo quy định, nên tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Nhận định phương tiện có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định phương tiện trên mang biển kiểm soát 99A17237 mất trộm ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Qua trao đổi, phối hợp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Ninh Thuận đã bàn giao phương tiện cho Công an thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra và bàn giao phương tiện cho bị hại theo luật định. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 28 tỉnh thành ven biển của cả nước, nhưng vùng biển Ninh Thuận là nơi hiếm hoi sở hữu vùng nước trời, nên vùng biển này có nguồn hải sản rất phong phú và chất lượng. Để đánh thức tiềm năng lợi thế này, 30 năm qua, nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ của nhà nước đã mở ra hướng mới, giúp người dân Ninh Thuận phát triển tàu thuyền, vươn khơi bám biển và làm giàu từ biển. Với hơn 40 năm bám biển, hơn ai hết, lão ngư Trần Công Thắng là người rõ nhất sự phát triển của nghề khai thác hải sản. Vào thập niên 90, gia đình ông chỉ có một con tàu dưới 8 mét, đánh bắt lẩn quẩn trong bờ.
tích lũy vốn liếng và tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước. Đến nay, gia đình ông đã có 5 tàu cá, dài 18-24 mét, công suất từ 450-900 mã lực. Có tàu công suất lớn, ông mạnh dạn vươn khơi đánh bắt hải sản dài ngày trên biển, giúp gia đình có lợi nhuận từ 800 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Đúng ra tàu nhỏ hồi xưa đi làm ít ngư, thu nhập nó ít, tàu lớn là nó thu nhập nhiều. Làm biển từ 4 năm đời rồi, từ đời ông nợ ông cha, rồi đời tôi, đời con rồi cũng làm biển không à. Chứ ngồi ra không có làm gì, rồi chén cơm manh áo gì cũng trong cái đồng tiền biển không. Với bờ biển dài khoảng 105 km, có vùng nước trồi, nơi tập trung nguồn lợi thủy hải sản, nên Ninh Thuận xác định khai thác đánh bắt hải sản là một trong những ngành nghề quan trọng trong phát triển kinh tế biển. 30 năm qua, số lượng tàu cá Ninh Thuận tăng hơn 1.200 chiếc, công suất tàu cá bình quân từ 15 mã lực trên chiếc, tăng lên 250 mã lực trên chiếc. Tàu cá có công suất từ 400 mã lực trở lên, gần 800 tàu. Toàn tỉnh hiện có 170 tổ đoàn kết tàu cá có công suất lớn tham gia khai thác xa bờ, cùng với 85 tàu hậu cần phục vụ hoạt động khai thác. Sản lượng khai thác hải sản cuối năm 2021 trên 123.000 tấn, tăng 9,8 lần so với năm 1992. Đánh bắt hải sản mà nhờ bên đây có máy móc hiện đại cho nên nó cũng rất là đạt. Cách đây mười mấy năm có đơn vị mà đơn vị không bằng bây giờ. Bên đây đơn vị nó có hay đồ, có luôn cả giám sát hành trình. Mình thấy toàn bộ xung quanh mình tàu nào cái cách mà cỡ thử cỡ 30-40 lý là thấy hết. Với sự ra đời của các nghị định 67, nghị định 89, nghị định 17 của chính phủ, cùng chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của tỉnh đã giúp nhiều ngư dân đóng được tàu cá có công suất lớn. Nhờ Nghị định 67, ước mơ có tàu to, máy lớn để vươn khơi của nhiều ngư dân thành hiện thực. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước thì mình mà có những tàu lớn và trang thiết bị hiện đại. Còn nếu mà không có sự hỗ trợ nhà nước thì bà con ngư dân sẽ gặp khó khăn về vấn đề đầu tư. Để đảm bảo nghề khai thác đánh bắt hải sản phát triển bền vững, đến nay tỉnh Ninh Thuận đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 cảng cá và 2 khu neo đậu tránh trú bão, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu cá địa phương và tàu cá của các tỉnh ngoài vào cập cảng, bốc dỡ hàng hóa, tiếp nhận các dịch vụ và neo đậu tránh trú bão an toàn. Thời gian tới là tập trung vào cái điều tra, đánh giá cái nguồn lợi ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi của vùng biển tỉnh quản lý để làm cơ sở tái tạo và bảo vệ và phát triển bền vững cái vùng biển ven bờ cũng như vùng lộng. Thứ hai là phát triển khai thác về vùng khơi và tổ chức khai thác lại vùng biển lộng và ven bờ. Thứ ba nữa là phải tuân thủ cái ứng xử có trách nhiệm về khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định, theo cảnh báo của thẻ vàng của EC. Sau 30 năm tái lập tỉnh, năng lực khai thác và hạ tầng nghề cá ở Ninh Thuận đã phát triển vượt bậc, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những tỷ phú, triệu phú ngư dân. Nhằm phát triển nghề khai thác hải sản theo hướng bền vững, bên cạnh định hướng sắp xếp cơ cấu ngành nghề một cách phù hợp, giảm dần và tiến tới xóa bỏ các ngành nghề khai thác, đánh bắt thiếu tính bền vững. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ, đồng thời huy động các nguồn lực, xây dựng, mở rộng cảng cá, bến cá, phát triển dịch vụ hậu cần và đa dạng sản phẩm chế biến sau khai thác, giúp ngư dân tăng thu nhập và an tâm vươn khơi bám biển. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng ít mây không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau.
Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 có lúc cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, chủ yếu không mưa, gió đông bắc cấp 4 có lúc cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển động nhẹ.